Chào mừng chị trở lại với kênh YouTube của Tâm Đức Cycle. Thì hôm nay em sẽ lên cho anh chị top những cái mẫu xe gấp điện mà đáng mua nhất tại Tâm Đức nha anh chị. Và em sẽ lên một cái mẫu xe cao cấp nhất ở Tâm Đức hiện tại là mẫu Zen Gobel ADV Pro 0. Hiện tại con này đang có giá là 125.980.000 và giá này đã giảm nha anh chị. Ở lúc trước thì như anh chị đã biết thì con này nó tới 146 triệu, hơn 146 triệu, nhưng mà hiện tại giảm chỉ còn 125.980.000, một cái mức giá này rất là tốt. Còn về cấu hình á, thì con này nó sẽ sử dụng là carbon composite nha anh chị. Thì với carbon composite này thì chắc chắn thành phần nó không phải là 100% carbon, mà nó sẽ có nhựa polymer để liên kết những cái sợi carbon lại, tạo một cái khung mà rất là chắc chắn và rất là nhẹ cho anh chị nha. Còn về phần phuộc và cọc yên này cũng sẽ là carbon luôn. Đó, thì với con xe này nó cũng đã xuất hiện trên những cái giải đua rất là lớn nha anh chị, nên là chắc chắn về cái thiết kế này nó cũng có luôn cái chứng chỉ UCI cho anh chị. Còn về size thì con này nó sẽ có size XS, size S, size M, size L. Thì về size anh chị cứ liên hệ tới em sẽ tư vấn kỹ hơn về size xe để phù hợp với kích thước của anh chị nha. Thì con này nó sẽ sử dụng là ghi đông carbon luôn, và bô tan nó sẽ là bô tan nhôm đó. Và bộ truyền động nó sẽ sử dụng là bộ truyền động của Shimano Utega G8170 nha anh chị. Đây là một cái bộ gấp điện, và cái dò dĩa của Shimano Utega này cũng sẽ có đo lực đạp cho anh chị nha. Đó, còn về cái dò dĩa này nó sẽ là thông số 5236, cũng là một cái thông số mà nếu mà anh chị nào mà muốn chạy chuyên nghiệp á, thì mình chạy cái thông số này. Còn những người mà mới chơi thì mình nên chạy những cái thông số như là 5034 nha. Đó, thì con này hiện tại đang có mức giá là 125.980.000, cũng là một cái mẫu xe rất là cao cấp, nên là anh chị nào mà muốn chơi một con xe chuyên nghiệp thì cứ alo em nha. Còn với cái mẫu Zen mà có giá thấp hơn thì đây là mẫu Zen Gobel ADV 1D nha anh chị. Nó sẽ có mức giá thấp đây. Như anh chị đã biết lúc trước là nó có giá là 102 triệu, hiện tại đang giảm chỉ còn 85 triệu, giảm đâu đó tầm 17-18 triệu. Phải nói là Zen người ta giảm rất là mạnh nha. Rồi carbon này cũng là carbon composite nha anh chị, chỉ có khác màu khung xe của Go không thôi. Nó phuộc cọc yên cũng là carbon, nhưng mà con này nó sẽ sử dụng là ghi đông nhôm. Đây cũng là một cái sự chênh lệch giữa con này và con Go không. Đó, thì dây quấn sẽ là dây quấn của Zen nha, dây quấn da rất là im. Những cái mẫu Zen người ta trang bị dây quấn rất là chỉnh chu, nên đây cũng là một cái đặc điểm em rất là thích trên những cái mẫu xe Zen. Còn về bộ gấp, con này nó sẽ sử dụng là gấp của S-Gam Gravel nha anh chị. Đây S-Gam, thì với những cái mẫu gấp S-Gam này nó sẽ sử dụng là pin gầy, như anh chị thấy là cùi đời và gạt đĩa nó cũng sẽ sử dụng là pin gầy. Rồi như là sơn lip này kia nó cũng sẽ sử dụng là S-Gam, cũng là hai đĩa 12 lip nha. Còn về cái đặc điểm thứ hai mà con này nó thua con Go không á anh chị, là cái vành con này sẽ sử dụng là vành của SLG2, cũng là vành carbon nha, SLG2. Còn đối với Zen Gobel ADV Go không sẽ sử dụng là SLG1, thì giá nó đâu trên là tầm 3-4 triệu anh chị. Thì giá tầm là 25-30 triệu là anh chị đã sở hữu được một cái cặp vành lẻ như này rồi. Còn lớp nó sẽ sử dụng là lớp Cadet nha anh chị, và vỏ nó sẽ là vỏ tuplet, nó sẽ không có gột bên trong, nên là anh chị sẽ sử dụng là những cái lọ keo tự vát chuyên dụng của cái loại vỏ này. Ôi, còn mẫu thứ ba muốn giới thiệu cho anh chị là mẫu rất là cao cấp của cái dòng Sava nha. Con này là Sava X9, cấu hình sẽ là full carbon. Đó, full carbon, và giá nó rất là thấp nha anh chị. Thì con này nó sẽ không có độ thương hiệu lớn như Zion, nên là giá nó sẽ tốt hơn so với Zion. Thì con này hiện tại đang có mức giá là 68.500.000. Anh chị liên hệ tới em sẽ nhận thêm rất là nhiều ưu đãi nha. Và còn về cái nói về nước sơn á, thì Sava nó được cái là nước sơn nó rất là đẹp nha anh chị. Đây là một cái nước sơn đổi màu, khi mà anh chị chạy ra ngoài nắng á, nó sẽ đổi từ màu xanh lục bảo sang màu tím tùy theo cái góc nhìn của mình. Và trong cái nước sơn này nó cũng sẽ có luôn cái ánh kim nè, nên là khi mà anh chị nhìn kỹ á, nó sẽ rất là đẹp nha. Còn bộ gấp mà con này sở hữu là của Shimano Utega G8170 đó. Tay lắc, dò dĩa, gạt đĩa, cua đê đều là 8170, và cái dĩa này cũng là của Shimano nè anh chị. Và đối với cái bộ gấp này nó sẽ không có đo lực đạp, nên là giá thành nó cũng sẽ rẻ hơn. Anh chị xem nè, nó sẽ không có bộ đo lực đạp nha. Như Zen nó có đo lực đạp, nên là cái bộ nó sẽ cao tiền hơn so với cái bộ Shimano Utega như này. Rồi, mẫu thứ tư là mẫu cũng là Sava nha anh chị, nhưng mà con này nó sẽ sử dụng là bộ gấp của Shimano 1.5 G7170 đó. Thì với 1.5 nó sẽ là một cái mã thấp hơn so với Utega nha. Thì con này cũng sẽ là bộ gấp điện, cũng là hai đĩa 12 lip và đây dây điện nè anh chị. Đó, thì con này nó sẽ tương tự như Shimano Utega, nó chỉ khác đời thôi. Rồi sên lip, rồi dĩa, rồi ngầm thắng dầu, cũng tất cả đều là Shimano 1.5 G7170. Nên là anh chị nào mà thích một mẫu xe mà giá thấp hơn một tí thì có thể lấy cái mẫu này.
Con này là Sava X9G7170, hiện tại đang có giá bán là 55 triệu nha. Và cũng sẽ có ưu đãi cho anh chị. Rồi mẫu thứ 5 là mẫu Kuta Kuyon anh chị. Mẫu này thì đang có một cái trọng lượng rất là ấn tượng tại Đông Đức nha. Chỉ với giá 54 triệu thôi, nhưng mà nó sở hữu là một cái trọng lượng là chỉ có 7,8 kg. Một cái trọng lượng mà nhẹ bằng những cái dòng xe mà từ 100 mấy tới 200 triệu luôn. Đó, một cái trọng lượng mà cửa hàng em rất là bất ngờ về cái mẫu xe này. Con này nó sẽ sử dụng là carbon composite anh chị. Và nó có ghi trên khung nè. Đó, mã là mã Kuyon, rồi khung carbon. Rồi còn nói về cặp vành Voso của cái mẫu này là cặp vành Voso. Anh chị mua lẻ đâu đó tầm 20 triệu một cặp như này nha. Đó. Và thậm chí là cái gọng yên này cũng sẽ là chất liệu carbon anh chị. Đây là một cái đặc điểm mà những cái mẫu xe cùng phân khúc không làm được nha. Rồi còn về bộ truyền động đó, con này sẽ sử dụng là bộ truyền động của Shimano 1.5 G7170. Rồi cũng là dầu dĩ gạt đĩa cua đời sơn liếp, rồi ngàm dầu cũng là 7170, nó sẽ đồng bộ hết. Và riêng cái dĩa này anh chị mà mua lẻ đâu đó tầm 3 triệu một cặp dĩa như này thôi. Nên là khi mà anh chị mua lẻ những phụ tùng nó rất là đắt, do là phụ tùng những cái trên mẫu xe Kuta này đều rất là chất lượng. Ơi, mẫu cuối cùng em muốn giới thiệu cho anh chị là mẫu Victor G12. Thì con này nó sẽ là cũng là phun carbon, mà nó sẽ sử dụng là bộ gấp của Exam Rival, một cũng là một bộ gấp điện như con Giant ADV1D nãy em giới thiệu cho anh chị á. Còn bộ gấp nó sẽ y chang nha, nó cũng là gạt đĩa của D, rồi sơn liếp này kia cũng là của Exam. Nhưng mà con này nó sẽ là thương hiệu của Victor nên là giá thành nó sẽ thấp hơn. Và giá con này là giá nó là 49.990.000 nha anh chị. Mức giá mà thấp nhất trong các cái bộ xe, những cái mẫu xe mà gấp điện nãy giờ em giới thiệu cho anh chị. Đó cũng là full carbon, cũng là full gấp của Exam. Giá là 49.990.000 và có size S và XS nha. Và khung là khung carbon nè. Đó, màu trắng của Victor cũng rất là cứng cáp. Thì nãy giờ em giới thiệu 6 mẫu xe gấp điện. Anh chị quan tâm mẫu nào thì có thể liên hệ với em. Em sẽ tư vấn kỹ hơn về size xe cũng như là màu xe. Rồi, cảm ơn anh chị đã theo dõi video này và hẹn anh chị những video tiếp theo. Nếu mà anh chị nào mà thấy cái video này hay thì hãy cho Tâm Đức một like, một subscribe, một comment bên dưới nha. Rồi, còn bây giờ thì xin chào và tạm biệt anh chị.